Hello, hello, xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng và con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán của em Ngọt trong ngày hôm nay ạ. Đến hiện lại lên thì tiếp tục ngày hôm nay em Ngọt sẽ đi báo giá tổng thể cả bãi cho quý vị khách hàng xem. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết Hải Phòng rất là rét mọi người, tầm chục ngày nay thôi, nhiệt độ Hải Phòng xuống còn có vài độ thôi ạ. Với thời tiết mà mưa rét buốt như thế này thì thực sự là những chiếc xe ô tô là đáng đồng tiền bát gạo các bác nhé. Các bác mình đang có nhu cầu mua những chiếc xe ô tô tránh mưa tránh nắng như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số hotline 0397265286 hoặc 0906034285 các bác nhé. Địa chỉ của hàng bên em nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 gần ngã tư Quán Toan. Các bác mình trước khi đi nếu mà chưa biết địa chỉ của hàng em ở đâu thì có thể kết bạn với em ạ, hoặc là mình có thể lên Google Maps đánh dùng cho em cái tên đó là bãi xe Tân Ngọt nhé, thì là sẽ ra địa chỉ của hàng bên em. Trước khi vào báo giá thì cho em Ngọt xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị khách hàng và con cô bác đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì em sẽ không để cho mọi người mất thời gian nữa, em sẽ đi báo giá lần lượt. Mấy hôm nay thì cái lượng xe cửa hàng em về rất là nhiều luôn ạ. Như chiếc đầu tiên này là một chiếc xe mới về cửa hàng bên em này, Hyundai Grand i10, sản xuất năm 2018, số sàn 1.2, biển Hà Nội mọi người nhé. 30F42428 và con này thì em đang bán chỉ có 270 mấy triệu đồng thôi. Đấy, màu bạc xịn bản đủ nhé. Form này là form mới cho mọi người, bắt đầu từ 27 nó sẽ lên cái form này, và con này là bản Việt, nó không phải là dòng nhập mọi người nhé, bản Việt thôi. Đấy, giá thì rất là rẻ mọi người ạ. Nó có đề lộ vô lăng tích hợp rồi cảm biến mở cửa. Đấy, con này thì chắc là khả năng là nó có dịch vụ để em xem nào. Con này thì thường thường thì những dòng xe này nó có dịch vụ mọi người nhé. Đấy, thường thường nó có dịch vụ. Đấy, quan trọng nó là màu bạc xịn thôi. Đấy, quan trọng nó là màu bạc xịn nguyên bản, không đổi màu mọi người nhé. Đấy, i10 sản xuất năm 2018 mọi người nhé. Máy chấm 2 biển Hà Nội. Và bên cạnh đây là một chiếc xe gầm cao nhập khẩu nguyên đài nguyên kiện tại Đức mọi người ạ. Chiếc xe mà Volos sản xuất năm 2014 tự động mọi người nhé. Con này em đang bán với giá thì chỉ có 365 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Lancetti mới về cửa hàng bên em, Daewoo Lancetti Việt mọi người ạ, sản xuất năm 2009, động cơ máy 1.6 biển 16M6819, con này em đã lên sóng cho các bác xem rồi đấy. Và giá thì con này là 125 triệu đồng thôi. Đấy. Với đợt con này về này, em về một con nhập nữa. Đấy, con nhập chút nữa em sẽ quay cho chúng ta xem. Quay là con Việt này. Bên cạnh đây là một chiếc xe Kia K3 mọi người ạ. Đấy, một chiếc xe Kia K3 sản xuất năm 2014, động cơ máy 1.6 mọi người nhá. Đấy, 1.6 số sàn, rút hồ sơ rồi, 299 triệu. K3 được đưa vào dòng xe phân khúc C, có trang bị đèn LED, đèn bi. Đấy, con này có cả điều hòa auto mọi người. K3 thì nó có bản tự động và bản số sàn. Tự động thì nó có hai bản, 1.6 và 2.0. Số sàn thì chỉ có một bản thôi. Và bên cạnh đây thì là một chiếc xe hạng sang mọi người ạ. Audi A6 được sản xuất năm 2009 với động cơ 2.0 mọi người nhé. Biển kiểm soát 14A70039, 265 củ. Civic mới về mọi người ơi. Đấy, Honda Civic mới về 2007 tự động mọi người nhé, máy 1.8. Dòng Civic thì nó có hai bản, 2.0, nó có Glock, con này bản 1.8 thôi, biển Hải Phòng. Giá em đang bán là 195 triệu. Con này thì Accent em bán rồi này. Đấy, chắc nữa anh em sẽ đi giao mọi người nhé. Và bên cạnh đây thì là chiếc xe Vios 2019 form mới. Con này được trang bị 7 túi khí an toàn, máy eco, điều hòa auto, rút hồ sơ rồi mọi người nhé, chỉ việc sang tên thôi. Giá bán của con này thì cũng chỉ có 435 triệu thôi mọi người ạ. Đấy, 435. Bên cạnh đây thì là một cặp Hyundai Venue, một con số sàn và một con tự động. Con biển Hải Phòng là số sàn 2008 này. Thì với chiếc xe số sàn này em đang bán cái giá của nó là 115 triệu, em đang cắt lỗ. Còn con này số tự động này, đấy. Số tự động mọi người nhá, 208 179 triệu, biển Sài Gòn, rút hồ sơ rồi. Cruise sản xuất năm 2018 mọi người ạ. Đấy, form mới gia đình,
một chủ từ đầu luôn, cam kết cho mọi người là xe không lỗi mọi người nhá. Máy zin, keo chỉ zin, màn hình theo xe mọi người. Đấy thì hiện tại chiếc xe Cruise 2018 này em đang bán là 296 triệu đồng thôi. Đấy, một chủ mọi người nha, cam kết là không lỗi. Vâng, chiếc xe Toyota Vios bản G, bản G là bản cao cấp nhất đây mọi người. Đấy, Vios bản G là bản cao cấp nhất. 2014 số tự động 1.5 biển Hải Phòng 15A14797. Xe thì nó trang bị đèn bi nguyên bản này, rồi cái gì ạ? Điều hòa auto nguyên bản này, ghế da nguyên bản mọi người. Đấy, bao nhiêu năm sử dụng rồi nha, được cái là bộ ghế da còn nguyên bản. Giá bán của con này là 339 triệu mọi người nhá. Một bộ xe gia đình. Đấy, bản G, bản cao cấp nhất. Đằng sau là chiếc xe 10 2014 màu bạc mọi người. Con này thì có dịch vụ và rút hồ sơ rồi mọi người ạ. i10 Morning thì em đang có rất là nhiều luôn. i10 sản xuất là năm 2014 mọi người nhé. Con này thì được lên na đăng đúc rồi, đáy độ đèn gầm, giá bán là 162. CR-V sản xuất năm 2007, động cơ 2.0, có cửa lóc, điều hòa auto, đèn bi, nội thất thì ghế con này em mới bắt lại rồi mọi người. Đấy, giá bán của con này chỉ có 265 thôi. Đấy, còn bên đây thì hàng loạt những dòng xe 7 chỗ mọi người ạ. Đấy. Bảy chỗ thì em có Innova này hoặc là Fortuner này. Đấy. Như chiếc xe Innova này thì sản xuất năm 2015 mọi người nhé. Bản G, số sàn 2.0, dịch vụ và tư nhân rồi. Đấy, hiện tại con này em đang bán là 285 triệu đồng thôi. Rio em nhận cặp rồi mọi người. Tạm ngừng giao dịch. Đấy thì đêm nay anh em sẽ đi lên trên Cao Bằng. Đấy, sáng mai thì sẽ giao xe sớm để cho khách bấm biển mọi người nhé. Dạ vâng, chiếc xe Nova bản G206 này. Đấy, bản G206 mọi người ạ. Hiện tại thì con này em đang bán là 189 triệu và tên trong vòng một lốt nhạc thôi. Con này cũng rút hồ sơ rồi, nhưng mà form này form mới mọi người. Innova 2016 form mới, động cơ 2.0, biển Đồng Nai, 450 mọi người ạ. Một chiếc xe Innova nữa bản G, con này thì 2010, biển 30E51811, với giá bán con này là 219 ạ. Toyota Fortuner sản xuất năm 2013, số tự động mọi người nhá. Động cơ 2.7 2 cầu máy xăng. Đấy, con này thì em đang bán với cái giá là 401. Đấy, Fortuner. Một chiếc xe Innova nữa mọi người, 2009, tên công ty nhưng mà công ty gia đình thôi, không phải là công ty taxi mọi người nhá. Đấy. Con này thì rút hồ sơ rồi, mọi người sang tên cũng rất là nhanh. Và giá bán của con này thì cũng chỉ có hơn 200 một tí thôi mọi người ạ. Một chiếc xe dây, cái dòng dây là đời chót mọi người nhé. Đời chót, được sản xuất là năm 2005 với động cơ 2.0. Giá bán của con này là 158 triệu đồng thôi. Đây là Innova này, Toyota Innova bản G2013, biển 28 mọi người. Con này thì quên là bản E mọi người, bản E23. Đấy, xe gia đình. Dàn lốp rất là mới, độ đèn bi gầm, màn hình Android, rồi là đèn đề cũng đã được ốp e-lock hết rồi. Rồi thất thì ghế da toàn bộ là ghế da mới mọi người nhé, đăng kiểm tháng 12 năm nay. Đấy thì giá bán của con này thì chỉ có 290 mấy triệu đồng thôi mọi người ạ. Đấy, 296-98 triệu thôi. Và với chiếc xe Nova bản G2009 á, con này thì nó có dịch vụ rồi. Đấy, đặc biệt là giữ được cái bộ ghế nỉ nguyên bản. Đấy, tọa độ đèn bi này, đăng kiểm con này tháng 6 mọi người ạ. Đấy, giá bán của con này là 219 triệu thôi. Daewoo Gencha nhập, động cơ máy 1.2, dòng nhập là 1.2, dòng Việt là 1.5 mọi người ạ. Con này thì nó nhập nó có hệ thống túi khí, hệ thống gương cục xòe, rút hồ sơ rồi, 139 triệu. Chiếc xe nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn Quốc, Samsung SM3, sản xuất năm 2014, số tự động mọi người nhé, 1.6 ạ. Có cửa lóc, phanh tay điện tử, điều hòa auto. Giá bán của con này là 258 triệu thôi.
Dạ vâng, Cherokee Cruze 2015 tự động mọi người nhé, form này là form cũ, form mới là phải cuối 25 biển Hà Nội 30A56674. Đấy thì hiện tại con này em đang bán giá của nó là 275 triệu đồng mọi người nhé, đấy 275. Tucson 2010 tự động 2.0 cửa lóc, điều hòa auto, ghế điện, bề lồ. Đấy. Con này là bản full mọi người nhé, bản full và giá bán của con này thì chỉ có 350 thôi. Đấy, 350 cho cái mẫu xe này. Và đây là chiếc xe Lacetti nhập này mọi người. Đấy, một chiếc xe Daewoo Lacetti nhập mọi người nhé, 2010, động cơ máy 1.6 này. Form dáng đẹp này, thể thao cá tính này. Đấy. Con này thì hiện tại em đang bán với giá thì chỉ có 165 triệu đồng thôi. Đấy. Màn hình này, cam hành trình này, dàn lốp rất dày này và có cả trang bị hệ thống áp suất lốp nữa. Đằng sau thì chiếc xe Spark 2013 form mới, form siêu nhân số sàn 1.0 rồi mọi người nhé. Đấy, form cũ là 0.8 nhưng với form này đã được trang bị động cơ 1.0 rồi, biển 34 Hải Dương, 119 triệu. Còn ngoài là một chiếc xe trang bị 3 cửa thôi mọi người. Đấy, Hyundai Veloster sản xuất năm 2011 số tự động mọi người nhé. Chiếc xe này mang biển kiểm soát Hà Nội. Đấy, giá bán của con này thì chỉ có hơn 300 thôi. Đấy, form đẹp thể thao. Một chiếc xe màu đỏ, đây là mất chiếc xe Mazda 3 2013 tự động này. Hệ thống cửa lock đèn bi. Biển Hải Phòng mọi người nhé, cam kết là xe không lỗi, 301 thôi. Kia Cerato sản xuất năm 2009, đăng ký bánh 2010, số tự động mọi người ạ, 1.6. Đấy, con này đã chưa phải là bản full nó sẽ có cửa lock mọi người nha. Đương nhiên bản full thì giá nó phải cao hơn. Con này thì nó là bản chung thôi, đấy, vì nó không có cửa lock. Đặc biệt con này thì chủ xe họ độ cảm biến trước, cảm biến sau này, đăng kiểm tháng 7. Và giá bán của con này là 239 ạ. Formandel sản xuất năm 2005, tự động bản V6 mọi người nhé, động cơ 2.5 biển 28 Hòa Bình và giá dao động chỉ còn 120 thôi, chúng ta có thể sở hữu ngay chiếc xe này. Và bên cạnh đây thì chiếc xe Civic số tự động 2016 mọi người ạ. Màu này là màu cà phê mọi người nhé, rất đẹp luôn. Đấy, số tự động 1.5. Rút hồ sơ rồi, biển Hà Nội. 369. Vios 2014 bản E, con này cũng đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, mọi người sang tên cũng rất là nhanh ạ. 279 triệu đồng. Ngoài là chiếc xe Hyundai i10 tự động này, 2016 mọi người nhé, số tự động, động cơ máy 1.0, xe nhập khẩu Hyundai nguyên kiện tại Ấn ạ. Hiện tại con em đang bán là 279, em đang có 3 con i10 tự động. Moling 2011 mọi người ạ. Đấy, 2011 99 củ thôi, tránh mưa tránh nắng. Suzuki Swift sản xuất năm 2008 mọi người, xe nhập khẩu Hyundai nguyên kiện tại Nhật mọi người nhé, tự động 1.5. Thế thì hiện tại con này em đang bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 209 triệu thôi. Còn con đây thì chiếc xe Mitsubishi Miura này. Đấy. Con này thì tên cũng rất là độc và lạ mọi người nhé, 2013. Đấy, biển 29 Hà Nội. Giá bán con này cũng chỉ có hơn 200 thôi mọi người ạ. Đấy, hơn 200 thôi. Moling, đấy, một chiếc xe Kia Moling 2013 biển 18 Nam Định mọi người nhá, 148 triệu đồng. i10 được sản xuất là năm 2015, biển của đó thì rút hồ sơ rồi mọi người ạ. Đặc biệt con này thì đã được lên đèn bi rồi, đấy, là đang sắt nguyên bản. Hiện tại con em đang bán là 179 triệu đồng. Với chiếc xe i10 số tự động ở đây ạ, 2015, con này thấp hơn con kia một đời, 2015 số tự động 1.0 biển Hải Phòng, 279 triệu. Spark 2013 này, một chiếc xe tránh mưa tránh nắng mọi người nhé, tự động biển Hải Phòng. Hiện tại con em đang bán với giá là 138 triệu đồng thôi. Còn con này thì Moling này, đấy, Kia Moling nhập khẩu ạ, 2011 mọi người nhé. 145, đấy, Moling nhập 21 số sàn ạ. Còn con này là một chiếc xe Kia Moling 2016 này. Đấy, động cơ máy 1.2. Và em đang bán với giá là 175 triệu.
Daewoo Gentry được sản xuất năm 2009, tự động 1.2 mọi người ạ. Con này có cửa lock rồi hệ thống túi khí an toàn đầy đủ, màu đen biển Hà Nội mọi người nhá. Với tầm tiền hơn 100 thôi, đấy, chúng ta có thể sở hữu ngay chiếc xe Daewoo Gentry nhập này. Còn với chiếc xe màu xanh chói lọi này thì là i10, sản xuất năm 2015, form của 2017, số tự động mọi người ạ. Máy của nó là 1.0 mọi người nhá. Biển 25. Giá bán của con này là 178 triệu. Modeling số tự động mọi người ạ, 2014 mọi người nhá. Đấy, sản xuất năm 2014. Số tự động, động cơ của nó là 1.2. Đấy, con này em đang bán là 238 triệu thôi. Con này cũng là modeling nhập tự động mà 208 thôi, biển Hải Phòng. 155 triệu. Một chiếc xe i10 đã full đồ được mọi người ạ. i10 sản xuất năm 2014, màn hình Android rồi là dàn lốp rất là dày, la đăng nút mới hoàn toàn mọi người nhá. Rút hồ sơ chúng ta chỉ việc sang tên bấm biển thôi. Hiện tại con này em đang bán với cái giá là 169 triệu đồng. Tiếp tục đằng sau là chiếc xe i10 này em bán rồi mọi người ạ, em bán rồi mọi người nhá. Đấy. Vâng, bên cạnh đây là chiếc xe Kia Morning tự động 2011 mọi người ạ. 229 triệu màu bạc biển Hà Nội. Còn đây là chiếc xe nhập khẩu Hyundai nguyên kiện tại Trung Quốc, BED 2011 mọi người nhá. Động cơ của nó là 1.0, hơn 60 thôi, tránh mưa tránh nắng. ASEAN 2014, số tự động, máy chấm 4 nhập Hàn mọi người, có cửa lock, đèn led và đèn bi. Giá bán hiện tại con này là 315 thôi. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Séc mọi người ạ. Chiếc xe Pro sản xuất năm 2010, đăng ký bánh 2011, tự động 1.0. Chiếc xe này mang biển Hải Phòng mọi người nhá. Đấy, biểu tượng sư tử cho mọi người kìa. Và giá bán của con này thì cũng chỉ có 201 thôi. Đấy, đăng kiểm dài. Với chiếc xe Kia Morning tự động 208,5 này, có điều hòa auto, số thì vẫn là số thẳng mọi người nhá, chưa phải là zig zag. Và cuối cùng là i10 tự động 2016, 279 triệu. Đấy, em đang có 3 con i10 tự động đấy. Đấy, vừa rồi thì em cũng đã tranh thủ đi báo giá cho quý vị khách hàng xem những dòng xe, những mẫu xe hiện tại đang có mặt ở cửa hàng bên em rồi đấy ạ. Nếu mọi người đang có nhu cầu với những cái dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số hotline 0906034285 hoặc 0397265286 mọi người nhé. Mọi người xem thì nhớ like, đăng ký cũng là chia sẻ giúp em với ạ. Cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị khách hàng, bà con cô bác đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh của bán của em nhé. Nếu mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho em. Về phần giá cả thì mọi người yên tâm, thuận mua vừa bán. Đấy, mọi người cảm thấy cái giá là hợp lý thì cứ mạnh dạn gọi điện cho em. Đấy, bằng nào cũng bán mọi người nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khách hàng, bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.